Đa phần người trẻ khi học pháp và hành pháp một thời gian, nếu không cẩn thận thường bị ngã mạn. Sư cho con hỏi làm sao để vượt qua được chướng ngại đó. Xin thưa là cái chuyện đó thì ngay cả bản thân sư thì sư vẫn thường phải dặn mình để cho mình tránh, bản thân sư cũng để tránh bản thân ngã mạn. Sở dĩ mà chúng ta ngã mạn đó là bởi vì chúng ta cho rằng chúng ta hơn người khác. Đương nhiên nói ngã mạn theo pháp là có ba ha: so hơn, so thua và so bằng. Nhân với ba cái là đúng sự thật, và không đúng sự thật. Đó, nhìn thì nó ra là chính, có nghĩa là hơn hơn mà tưởng là thua, hơn biết là hơn, hơn mà tự nghĩ là bằng đó, thì nó nhân ra là thành ra là chính. Ba à không 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 phải đó, có nghĩa là so vậy, nó so hơn, so thua, so bằng, một cái là đúng sự thật, một cái là sai sự thật, thì khi đó nó gọi là ngã mạn. À, nhưng mà cái ngã mạn mà ở đây á, cái vị này hỏi và cái ngã mạn mà sư hiểu là chúng ta đang nói về cái chuyện mà chúng ta cho là chúng ta hơn người khác. Thì sư vẫn thường dặn mình không có nên như vậy. Bởi vì nó có những lẽ như sau. Thứ nhất, mỗi một người đều có cái để mà mình học. Mỗi một người đều có cái để mình học. Cho nên mình không có lấy cái lý do gì mà mình nghĩ là mình vượt trội hơn người ta. Cái thứ hai đó là mình có thể là mình coi thường cá nhân một người, nhưng mà đúng theo pháp thì không có nên coi thường cá nhân ai hết. Nhưng mà thực tế cuộc sống, xin thưa là sư sư đã gặp những người á, mà cái cách sống của họ nó không chịu nổi, không có ngửi nổi, không không muốn gần gũi họ, họ thở không thôi là đã là muốn tránh 100 cây số rồi, nhìn là họ đã quải lắm quý vị. Tại vì cái cách sống của họ là cái cách sống mà nhìn không được, ngửi không vô. Nhưng mà khi họ mở miệng ra họ nói thì họ lại nói đúng pháp. Nó kẹt vậy đó. Cái cách sống thì mình không chịu nổi, nhưng mà khi họ mở miệng ra họ nói là họ nói đúng pháp. Cho nên chịu không nổi cái con người đó. Nhưng mà vẫn không thể dùng cái lý do đó để coi thường cái lời nói của họ khi mà họ đang nói pháp. Tại vì mình biết khi họ nói như vậy, cái đối tượng mà mình coi thường, mình coi chừng nó là pháp. Cho nên vì tôn trọng pháp, họ nói đúng pháp thì vẫn phải tôn trọng, vẫn phải cung kính họ. Đó là lý do thứ hai. Cái thứ ba đó, chúng ta phải hiểu là cái người hơn mình nhiều lắm. Cái người hơn mình nhiều lắm. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật nói là chúng ta không có lý do gì để mà chúng ta tự hào mình hơn ai một cái gì. Tại vì nếu như mà quý vị thuộc nhiều kinh đúng không, so ra có bằng ngài Ananda không? Không bằng. Thì lấy cái gì mà mình tự hào, mình tự mãn, mình tự kiêu? Nếu mà nói về cái trí tuệ đó, cái tuệ của mình bằng ngài Xá Lợi Phất không? Nói về thiền định á, cái thiền mình bằng ngài Mục Kiền Liên không? Rồi nói về cái chuyện thuyết pháp á, bằng ngài Cắt Chay Giá Ná không? Nói về cái chuyện mà đưa ra những cái ví dụ á, thì bằng ngài Kumara Kassapa không? Nói về cái chuyện mà ly dục á, ly dục là sống ít muốn biết đủ á, bằng ngài Maha Kassapa không, mà là ngài Đại Ca Diếp bằng không? Rồi nếu mà nói là mình bố thí mà mình giỏi, hoặc nói mình giàu á, giàu bằng ông Cấp Cô Độc không, giàu bằng quý sa kha, bằng bà Quý Sa Kha không, bố thí được bằng hai con người đó không? Rồi nói về cái sự hộ pháp đó thì cứ nghĩ bằng được hai con người đó không?
Cho nên khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta biết là cái người hơn chúng ta rất là nhiều, và nó không có lý do gì để mà chúng ta ngã mạn hết trơn. Và không cần nói chi tới những con người mà tuyệt đỉnh đó, những cái con người mình tiếp xúc thường, cái số người mà hơn mình nhiều lắm. Xin thưa với quý vị, nói nó hơi nhục. Chỉ những người, đối với cá nhân sư, chỉ những người mà sư cho rằng nha, cá nhân sư cho rằng họ giỏi hơn sư, sư mới coi người đó là thầy. Nhưng mà kẹt cái sư nhìn đâu, sư nhìn sư thấy quá trời người giỏi hơn sư. Sư ở chùa ngày cả giỏi hơn sư. Sư học đạo vì thầy dạy đạo giỏi hơn sư, vì giáo thọ sư giỏi hơn sư, vì trưởng lão đó giỏi hơn sư. Sư nói chung sư đụng vô cái lĩnh vực nào cũng có cái người giỏi hơn mình hết trơn á. Thành ra đó, cái cách nhìn của sư á, thì nó không có cái lý do gì để mà mình ngã mạn. Chẳng qua là xin thưa, rừng nó không có cọp thì khỉ nó lên xưng vương thôi. Có nghĩa là nhìn, bây giờ không có những cái vị giỏi hơn mình á, các vị đó không có mặt ở đây thì mình đứng lên mình xưng hùng xưng bá, mình làm trời làm đất ở đây, mình làm trận làm thượng thôi. Chứ còn cái người giỏi hơn mình rất là nhiều, thành ra nó không có lý do gì để mình ngã mạn hết trơn. Học đạo cũng vậy, hành đạo cũng vậy. Mình chứng thiền chưa? Chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền chưa? Chứng tới phi tưởng, phi phi tưởng chưa? Mà xin thưa, ngay cả như quý vị đã chứng rồi, xin thưa, chứng sơ quả chưa? Chứng nhị quả, tam quả, tứ quả hay chưa? Chưa chứng cái quả nào hết trơn á, thì lấy cái gì mình tự hào? Không có cái gì tự hào. Từ pháp học cho tới pháp hành, cho tới ngay cả cái chuyện giữ giới, không có cái gì để mà tự hào. Tại vì thứ nhất, cái chuyện mình tu á, tu chưa tới nơi. Cái thứ hai, cái người giỏi hơn mình có cả đống. Sư nói như là cái đợt lâu rồi, cái hồi mà còn ở ký túc xá đó, có một đứa nó ở dưới quê nó lên. Rồi tới cái hôm thứ hai nó khoe là trời ơi, ngày hôm qua tôi đi ăn cáp xê ăn ngon quá trời luôn, trời nó phục vụ này nọ, nó khen hết lời, khen cáp xê hết lời. Mà mình ngồi đây mình cười là tại sao cười? Cái chuyện đi cáp xê xin thưa là cái đối với cái người Sài Gòn á, đi như đi chợ vậy đó, nó không là cái gì hết trơn, nó không là cái gì để mà anh tự hào hết trơn á. Chỉ có cái anh ở nhà quê, anh mới lên á, anh đi lần đầu tiên anh đi vô cái quán KFC, anh thấy nó dữ dằn, thấy nó ngon ghê lắm. Anh về anh ca tới nơi tới chốn luôn. Nhưng mà còn đối với những người mà ở Sài Gòn, họ cười cho. Cũng vậy. Cái chuyện mà chúng ta tu á, mình được có chút xíu à. Mình giống như mình nhà quê mới lên, mình được có chút xíu à, được chút xíu giới, chút xíu định, chút xíu tuệ, học được vài ba bài kinh, biết được mới giáo lý. Mình tự hào, hô hào, nói ra bản thân sư cũng mắc cỡ. Mà đối với những cái vị long tượng, các vị nó nhìn vô, có khi các vị nó cười. Cái biết của mình bằng bao nhiêu? Hả? Giáo lý mình bằng bao nhiêu? Cái giới anh giữ được bao nhiêu? Cái định anh có được bao nhiêu? Anh ở đó anh ngã mạn, anh nghĩ anh hơn người ta. Thành ra đó, nếu như mà anh gọi anh có tàm, có úy, có nghĩa là biết hổ thẹn và biết ghê sợ, tội lỗi đó, thì tự nhiên là anh tránh được cái chuyện đó thôi.